Linh cảm của Bồ Tát Địa Tạng, Chữ Vân Pháp Sư, chuyện xưa rung động lòng người. Lần này ở Đại Nguyện Đài Địa Tạng Điện, huyện Gia Nghĩa giảng Địa Tạng Kinh 51 năm. Căn cứ truyền thuyết thì miếu này có khoảng 302 năm lịch sử. Bấy giờ có người từ quốc nội đến núi Cửu Hoa, tỉnh An Huy thỉnh một pho Bồ Tát Địa Tạng rồi trở về, xây miếu phụng thờ, vài trăm năm nay không dứt hương khói. Chuyện cảm ứng linh dị rất nhiều, trong đó có chuyện xưa rung động lòng người, xin kể lại như sau. Lâm Đăng Chương bị oan phải vào tù, vợ ông bán con để chuộc tội cho chồng. Chuyện xảy ra cách đây khoảng 100 năm, có một người tên là Lâm Đăng Chương, vốn người làng Cự Gia Nghĩa, nhà cách đường lớn khoảng 10 dặm, là một người chính trực, không may bị kẻ gian ám hại, bắt giải lên quan, bị giam vào ngục. Vợ của ông biết ông bị hàm oan, nhà cửa thì bần hàn, phải bôn ba khắp nơi tìm người cứu giúp. Trong nhà chỉ còn một đôi khuyên tai là quý, nhưng không đủ để lo cho chồng ra khỏi tù. Về sau, biết được quan nha, đòi phải có đủ 40 lượng bạc mới có thể chuộc tội cho chồng, nên túng quẫn bất đắc dĩ, đau xót cắn răng mà đem đứa con duy nhất, bán lấy 40 lượng bạc để cứu chồng. Mà phải trả công cho người giới thiệu mất 3 lượng, chỉ còn 37 lượng, không biết làm sao có đủ để chuộc chồng về. Đồng thời, mỗi ngày khi đi thăm chồng, còn bị cai tù chửi bới, nhục mạ, làm khó để kiếm tiền. Bọn họ nói, giữa núi phải cho núi ăn, dựa vào nước phải cho nước ăn. Dính vào chỗ quan, đến chỗ này, dù có lý mà không có tiền thì đừng vào. Đó là chuyện xưa nay như vậy. Vợ ông Lâm mỗi lần đến thăm chồng phải cười tươi xã giao với họ, lại phải biếu chút quà mới mong vào được. Diêm Vương ưa gặp, tiểu quỷ khó nhìn, vì muốn cứu chồng phải làm như vậy không có ngoại lệ. Bấy giờ giám ngục thì ở nơi đường lớn, hiện tại là đường Ngô Phượng, và mới mua một ít trầu câu làm chút quà cho cai ngục để được vào. Khi lấy tiền để mua trầu câu, lại đánh rơi gói tiền 37 lượng mà không biết, chỉ lấy trầu câu về. Đến khi gặp quan trên để giao bạc, mới biết bạc bị mất. Tìm suốt buổi mà không thấy, mặt mày tái mét, muốn khóc mà khóc không ra tiếng. Phải bán đứa con thân yêu để chuộc tội cho chồng, mong chồng được trở về. Bây giờ tiền đã mất, chồng không được ra, bà chỉ còn một điều là chết mà thôi. Nhưng rồi nghĩ lại, cố gắng tìm hai bên đường, xem có đánh rớt đâu đó không. Cuối cùng không tìm được thì chết cũng chẳng muộn. Đứa bé ăn xin thấy tiền mà không mê. Đường nội thị của thành Gia Nghĩa rất sáng sủa. Trên đường có một miếu thổ địa, có một em bé ăn xin tên là Từ Lương Tứ, trú ngụ ở đó. Nó vốn không có nhà, mới sanh ra đã bị tàn tật, đôi chân bị tê liệt, không cử động được, phải bò lết trên đường. Hàng ngày xin ăn trên đường, tối về ngủ ở miếu thổ địa. Ngày đó, khi đang xin ăn trên đường, thấy một phụ nữ vào quán mua trầu câu, vội vã đi, đánh rơi gói tiền trên đường. Nó liền lết đến, nhặt gói tiền, muốn đuổi theo để trả lại nhưng tự thân không thể đi được. Kêu thì lại không nghe, mới ngồi yên mở gói bạc ra đếm, thì thấy có 37 lượng bạc trắng, thấy mà hoa cả mắt. Tuy nhiên nó không có ý niệm chiếm đoạt, ngược lại, thấy người phụ nữ sắc diện hoảng hốt, nhất định có việc quan trọng, nên không thể tùy tiện chiếm đoạt tiền ấy. Sợ người ấy khi về đến nhà không thấy tiền, có thể cùng quẫn mà tự sát, nên cố ý ngồi ở đó đợi. Đợi mãi khá lâu, mới thấy người phụ nữ mặt mày tái xám, chạy đi chạy lại trên đường như đang tìm một vật gì. Nó biết là người chủ gói bạc đến tìm, mới nắm chéo áo của người ấy. Người phụ nữ cho rằng đứa bé muốn xin tiền, nên là nó rằng, ta sắp phải chết rồi, há lại có tiền cho ngươi, mau thả tay ra để ta đi kiếm đồ vật. Đứa bé mới nhẹ nhàng hỏi, này bà đánh mất vật gì phải không? Nói cho tôi biết, có thể giúp được chăng? Lời nói ấy khiến người phụ nữ như từ cõi chết trở về, vừa vui mừng, vừa kinh ngạc, hỏi rằng, thật phải chăng? Đứa bé đáp, đương nhiên là thật.
Tôi lượm được một vật, bà nói đúng tôi sẽ trả lại. Người phụ nữ kể lại sự việc của mình, rồi nói, bây giờ tiền cũng không, người cũng không, nên chị muốn chết mà thôi. Nói xong khóc mãi không thôi. Bấy giờ, sau khi hỏi rõ ràng, không chậm trễ, Từ Hương Tứ nói rằng, bà không phải lo sợ, số tiền ấy tôi đã nhặt được khi bà đánh rơi lúc mua trầu câu. Vì tôi không đi được, đuổi theo không được, gọi bà cũng không nghe, nên phải ngồi đây đợi bà đến. Đây là tiền của bà, hãy đếm lại đi. Đứa bé đưa tiền cho bà, không chào mà từ biệt. Vợ ông Lâm tìm lại được tiền, mừng quá, quên cả hỏi thăm tên họ đứa bé, cứ như thế đến quan để chuộc chồng về. Quan lớn biết chuyện bà bán đứa con để kiếm tiền, rồi chuyện đứa bé nghèo khổ thấy tiền mà không tham, nghĩ lại làm sao có thể lấy tiền bán con của người ta, do đó thiện tâm phát khởi, mới tha cho người chồng về mà không lấy đồng nào. Đó cũng là do nghĩa cử của đứa bé mới chuyển hóa được quan. Lâm Đăng Chương về, biết con đã bị bán, liền phí tổn mất hết 3 lượng, liền mời khách đến trả lễ nhưng không tìm thấy, không biết con mình trôi dạt về đâu. Sau đó ông làm một quán nhỏ trên đường lộ, tìm cách mua bán mưu sinh. Tâm tốt gặp báo ứng tốt, tàn phế được hết bệnh. Lại nói về đứa bé ăn xin Từ Lương Tứ, khi trở về miếu thổ địa nghỉ lại một đêm, ngày hôm sau là tiết thanh minh, nó lết ra ngoài thành, ngồi nơi đất trống giữa những nấm mồ, vô chủ để xin bánh quy hồng của những người đi tế tự tổ tiên. Do vì đường xa, trời mưa, trở về thì trời tối, nó men theo đường mà lết đi, đến cửa thành thì thành đã đóng cửa. Bấy giờ thành Gia Nghĩa có 4 cửa, bất đắc dĩ, nó phải đến miếu thờ Địa Tạng Bồ Tát để tá túc. Bây giờ là số 81 đường Dân Quyền, xin người giữ miếu cho tá túc tạm trước Phật Điện một đêm. Người ấy thấy nó tội nghiệp nên cho ở lại. Nó ngủ say cho đến nửa đêm, bỗng nhiên trong đại điện có tiếng gào thảm thiết của quỷ. Nó tưởng như là có kẻ giết nó nên kêu gào không dứt. Người giữ miếu cho là nó bị bệnh thần kinh, la mắng nó đôi lần, nhưng nó không nghe. Cả đêm như vậy không ngủ được, giận dữ không ngừng. Sáng ngày thức dậy, tưởng nó đã lết đi rồi, lại thấy nó ngủ ngon, nên ông đến đánh thức, mắng nó vì sao cả đêm không ngủ, lại kêu la như quỷ. Đứa bé sau khi giật mình thức dậy, nhảy một cái nó đứng dậy, tự nó cũng không biết, chạy đến trước mặt chủ miếu. Ông ta giật mình kinh ngạc, thối liền luôn mấy bước, không biết tại sao sau một đêm, nó có thể tự đứng dậy và đi được. Hỏi kỹ mới biết, đêm qua nó ngủ trước tượng Địa Tạng Bồ Tát, nằm mơ thấy Bồ Tát phái 2 quỷ nhỏ, một cao một thấp, một con nắm chặt phần trên thân của nó, một con kéo mạnh 2 chân bị tàn phế của nó, đau đến nỗi nó kêu la không ngừng. 2 con quỷ mặc kệ nó kêu la, không ngừng gia tăng sức mạnh, kéo mạnh hơn làm nó đau đến nỗi hôn mê mới bỏ đi. Sau đó nó ngủ mê chẳng biết gì. Bây giờ nó cũng không biết là đôi chân tàn phế của nó đã giống với người thường. Cao hứng, nó mới kể lại chuyện ngày hôm qua, nó nhặt được tiền và trả lại cho chủ. Ông chủ miếu mới biết là có kỳ tích xuất hiện. Dĩ nhiên, ông không còn mắng nó nữa, và tự ông biết rằng đây là sự hiển linh của Bồ Tát Địa Tạng, trị bệnh tàn tật cho nó, nên ông quỳ trước tượng Địa Tạng Bồ Tát, mắt mũi chảy ròng, chí tâm đảnh lễ. Sau khi hết bệnh, bán nước để mưu sinh. Từ Lương Tứ sau khi hết bệnh, có nhiều người đến chúc mừng nó. Nó rất lấy làm phiền não, vì khi tàn tật thì có thể lê gót xin ăn. Bây giờ lành lặn, không thể tiếp tục xin ăn như thế, mà phải tự lực cánh sinh. Lâu nay chỉ biết xin ăn, làm thế nào để bây giờ kiếm công ăn việc làm là cả một vấn đề. Muốn làm ăn mà không có vốn liếng, trong khi bí lối như vậy, thì nó nghĩ ra một cách. Mới mượn một ít tiền, mua 2 thùng đựng nước, đi lấy nước để bán cho người ta. Thời bấy giờ, nước không thể tự đến, nên các nhà giàu có đều gọi người bán nước đi lấy nước đem đến cho họ, đổi tiền bạc mà sống. Như vậy, nó trở thành người bán nước. Gọi người bán nước lại gặp ân nhân. Sau khi ra tù, Lâm Đăng Chương biết việc vợ làm mất tiền
nhờ đứa bé không tham mà có lại, nên luôn đi tìm kiếm người đã cứu mạng mình, nhưng vì không biết tên tuổi nên không tìm được. Bây giờ gia đình ông ở khá xa xóm làng nên không biết chỗ đứa bé ăn xin trú ở, không có cách để báo đáp ân đức nên tâm rất sầu muộn. Đến 2-3 năm sau, quán cơm của Lâm gia làm ăn phát đạt nên tâm muốn báo ơn lại càng tăng bội phần. Một ngày nọ, ông Lâm kêu từ lương tứ bán nước cho ông. Vì chưa từng biết qua mặt mũi đứa bé nên ân nhân ở trước mặt ông cũng chẳng biết. Thời bấy giờ, người nữ không được ra ngoài cửa, có người nam đến càng không được ra phòng ngoài. Vì thế, vài năm nay không thể tìm thấy được ân nhân. May thay, khi đứa bé đem nước vào nhà bếp, bất ngờ Lâm phu nhân thấy được, vô cùng kinh ngạc. Vì hình dáng của em bé này không khác chi ân nhân của mình nên phân vân không biết là đúng hay không. Chắc không, tuyệt đối không phải. Ân nhân của mình là một em bé tàn tật, đâu có đi lại được. Chắc là người giống người mà thôi. Bà tự hỏi rồi tự đáp, hồ nghi luôn mấy ngày mới đem sự việc báo cho chồng biết. Người bán nước ấy mặt mũi rất giống với ân nhân của chúng ta, chẳng biết có phải là người ấy không. Ngày mai khi người ấy đến, ông hãy hỏi cho tường tận, xem thử quá khứ của người ấy là gì. Ngày hôm sau, từ lương tứ đến, Lâm Đăng Chương liền mời ngồi uống trà, rồi hỏi quý tánh đại danh. Trước khi làm nghề bán nước thì làm gì? Trong nhà còn ai không? Người bán nước hầu như không giấu điều gì, kể rằng, nói ra thì xấu hổ. Trước đây 3 năm, không những tôi không gánh nước được, mà ngay cả đi lại cũng không được. Do bị tê liệt nhiều năm, phải bò lết trên đường, chỉ có làm nghề ăn xin. Sau đó, nhân tiết thanh minh, một đêm nọ ngủ trong miếu thờ Bồ Tát Địa Tạng, mộng thấy Bồ Tát sai hai tiểu quỷ trị bệnh cho. Sau khi hết bệnh, tôi mới làm nghề gánh nước để mưu sinh. Bấy giờ, Lâm phu nhân từ trong phòng đi ra, kéo tay chồng mình cùng quỳ trước người ấy, miệng gọi ân nhân, xin nhận cho họ một lạy. Chưa nói được gì cả, cả hai xúm lại, làm người bán nước hết hồn, hai tay xua lia lịa. Đến khi nghe hai vợ chồng kể chuyện rõ ràng mới biết thanh minh 3 năm trước có sự việc như vậy. Và cũng nhờ đó mà biết rằng do nhân tốt như vậy nên cảm động đến Bồ Tát Địa Tạng hiển linh trị bệnh. Đúng là vừa kinh ngạc mà vừa hỷ lạc. Nói chuyện với nhau một hồi, người bán nước mới từ biệt. Nhưng nói thế nào đi nữa, hai vợ chồng lão Lâm vẫn không cho đi, chỉ muốn giữ lại. Lâm Đăng Chương báo ơn. Khi ấy, hai vợ chồng lão Lâm mới nói với ân nhân rằng ân công đã từng cứu nạn cho vợ chồng tôi, dĩ nhiên không cần đến sự báo đáp. Nhưng chúng tôi cảm thọ ân huệ ấy, không thể không nghĩ đến sự báo đền. Này chỉ một thân một mình, không nhà không cửa, xin hãy ở lại với chúng tôi. Vả lại tiệm cơm của chúng tôi cũng cần người giúp, xin hãy ở lại và xem đây như nhà của mình. Từ đây, từ lương tứ không còn đi bán nước nữa, anh ở lại tiệm cơm của nhà họ Lâm, cùng giúp họ làm ăn. Vài năm sau, không những họ Lâm làm ăn phát đạt mà còn mua nhiều ruộng đất, cũng đã vài lần muốn cho ân nhân kết hôn thành gia thất, nhưng đều bị cự tuyệt. Họ Lâm biết người này tánh tình cứng cỏi, nói một là một, nên nghe theo để cho anh ta tự nhiên. Qua vài năm sau, họ Lâm nhận được thư của chú mình ở Quảng Đông, bảo ông phải về Quảng Đông để kế thừa tổ nghiệp. Hai vợ chồng cùng quyết định sẽ trở về Quảng Đông, còn tài sản sự nghiệp ở đây giao lại cho ân nhân toàn quyền quản lý, nhưng không dám nói là tặng hết cho ân nhân, chỉ nói anh hãy thay mình quản lý, sau này sẽ trở lại, vì nếu không nói như thế thì ân nhân sẽ không chịu tiếp quản. Từ lương tứ cứ trông mãi cho vợ chồng họ Lâm trở về, nhưng đợi mãi họ cũng không trở về. Rồi vài năm sau, họ Lâm gửi thư đến tỏ rõ tâm ý, họ đã kế thừa tổ nghiệp, không trở lại nữa. Tất cả tài sản đều biếu hết cho anh và khuyên anh nên lập gia đình cho sớm. Nhưng mà từ lương tứ nhất định không lập gia thất, suốt đời cũng không lấy, chỉ ở làm quản gia, quản lý tài sản cho họ Lâm thôi. Về sau, từ lương tứ di chúc đem tài sản bố thí, tu sửa lại miếu thổ địa để cảm tạ ân đức cho mình trú ở nhiều năm khi còn hàng vi. Trong những năm còn sống, cứ ngày rằm tháng giêng mỗi năm, ông đều đến miếu thờ Địa Tạng Bồ Tát ở ngoại thành
để cảm tạ ân đức chữa trị của Bồ Tát. Có thuyết nói sau khi ông mất, để lại hơn 60 khoảnh đất do chính phủ tiếp thu. Kết luận, hai họ Từ và Lâm, một bên thi ân bất cầu báo, một bên nhất quyết phải báo ân cho được, cả hai đều đáng làm cho người đời sau sùng kính. Điều quái lạ là nhóm lão thành của Gia Nghĩa đề khởi việc này đều là những người có tiếng tâm, vui với đạo một cách thú vị, lại nghe các nghị viên tỉnh Gia Nghĩa như Hà Mậu Thủ cứ mỗi hai mùa xuân, thu đều đến trước linh vị của hai họ Từ và Lâm lễ bái cúng tế, ngưỡng mộ họ vì người. Người viết chuyện này và Trần Tư Khánh cư sĩ thường qua lại trên đường Quang Minh. Trong nhà của một bệnh viện tư nhân, thấy có bài vị của hai họ Từ và Lâm, còn có một bức tôn tượng của thổ địa, và đến chỗ miếu thổ địa là nơi mà đứa bé ăn xin họ Từ cư trú. Hàng xóm hai bên viết người, viết muốn hỏi rõ việc này nên vui vẻ kể lại tất cả quá khứ của hai họ Từ và Lâm. Chuyện tích này, ngoài việc thuyết minh linh ứng của Địa Tạng Bồ Tát, còn xiển dương thiện căn, nhân tánh của con người, đối với xã hội lại có lợi ích lớn, nên vui vẻ mà kể lại vậy. Trích từ Hoằng Pháp Tán Ký. Ha ha ha,